Xin chào các bạn, video này thì mình có một số phụ kiện nhặt bãi, giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship có toàn quốc. Này là mẻ đầu tiên này nha. Số 1 thì mình có một bịch Yamashita này, 330 yên này. Bịch này là bịch khoanh cước nha. Nó có một khoanh cước này, có hai cái lưỡi bên trong này. Nó có hai thêm mấy cái link này. Dây này, lưỡi số 8, dây cước số 3 này, được 6m này, nó để một bịch nè. Rồi lò này là 10m nè. Nhiều không? Đó. Hai bịch này nha các bạn. Rồi bịch lưỡi lò như thế này. 290 yên, 3. Bịch như thế này 4 nè. Bịch này 5, bịch như thế này 6. 7 nè, 8 nè, 9, 10 món nha. Combo này là 10 món. Mẻ số 1 nha, 100k. 1 nè, 100k. Tiếp theo là số 2. Mẻ 2 thì mình gồm có lưỡi nè, lưỡi có cước sẵn, nó cột dây sẵn bên trong nè. Lưỡi 11, cước số 3 nè, đó. Rồi này là lưỡi số 7, cước số 1, màu đỏ nè, 2. Lưỡi số 6 nè, 3 nè nha, 5, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Lò này mini nè, 9 nè nha, lưỡi số 1 nè, 10. Lưỡi số 8, 11. Cái này gồm 11 bịch nha, 11 món. Mã số 2, 100k nha, 2. Tiếp theo là số 3. Số 3 thì mình có màu dẻ như thế này. Màu dẻ này, đó. Hình nó này, 1. Rồi loại này là cái con như thế này. Đó, nó để hình này. 2 món, rồi loại như thế này. 3 món. Rồi loại này. Hình như thế này. 4 bịch này nha các bạn. Còn này có hai con nè. 5. Này có một con. 6. Này có hai con nè. 7. Như thế này. 8. Combo này là 8 bịch nhé. Số 3 cái này là 3 100k nha. Tiếp theo là số 4. Số 4 thì mình gồm có đây. Obi gì đó, custom. Hình của nó này, đây, mấy con của nó này. Đó. Một bịch này nhé. Rồi mẹ số 2. Mẹ số 2 thì có loại này. 1, 2. Số 3 là màu hồng này. 3 loại lớn không nhé. Này là con tôm này. 4 này, nhiều lắm này. Rồi bịch này, như thế này. 5. Cái này gồm 5 bịch nha, 5 món. Số 4, cái này là 120k, 4 nha. 4, 120. Tiếp theo là số 5. 5 thì mình gồm có một bịch như thế này. Bịch mồi, đó. Con nó còn nhỏ như thế này nha. Đó, đó. Cái màu nó bên trong nó nằm rất là nhiều. Cái này nhiều lắm nha. Bịch này rất là nhiều. Đó. Bịch này vẫn có thịt nước này. Bên này là cùng Mỹ này, USA 1. Rồi loại này 2. Rồi loại như thế này. Đó, nó để này 3. Rồi 1 như thế này. Đó. 4 nha, cái này gồm 4 bịch. Mẹ số 5. Cái này là 5 nha, 120k 5. Tiếp theo là số 6. Thì mình gồm có cái này màu dẻ này, đó, nó để hình này. Một bịch này. Rồi loại màu dẻ này. Nó gồm có ba con nữa này. Hai. Rồi cái này tôm đó. Ba. Rồi như thế này đó, hình nó tôm này. Bốn nhé, cái này bốn. Thêm ba con cá này nữa. Năm, cái này gồm 5 bịch. Số 6. 120k mẹ 6 nha. Tiếp theo là mẹ số 7. 7 thì mình gồm có mồi này của nó đó. Như thế này. Pin up. Rồi, một bịch nhiều lắm nha. Một rồi.
Vật này vật chung màu đen này. Đó, mồi của nó. Hai. Rồi mấy cái sợi dài như thế này. Ba. Bịch như thế này. Bốn này. Rồi cái này mồi dung nó đẹp. Năm. Combo này 5 món nhé. 7. 7 nhé, 150k. 7 là 150. Tiếp theo là số 8. 8 thì mình gồm có combo này nhé. Combo này là mồi đó, Skip Me Now này như thế này. Nó còn mồi mềm, có lưỡi, mà có một lưỡi bên trong này. Cái ngày này người ta dùng hết hai con này, nó còn một con nhé. Đó, như thế này. 10 gram, nó để là 10 gram. Một con này. Rồi. Cái này có một con nữa. Còn một con này nữa. Đẹp nhé, còn nguyên luôn. Hai con dùng rồi này, đây là hai con này. Và một con này nữa này. Đó. Như thế này. Ba món này và hai con còn nguyên. Hai cái này là còn nguyên này. Đó. Cái này gồm combo 4 món. Số 8 nhé, cái này là 100k. 8 100k. Tiếp theo là số 9. 9 thì mình gồm có mẹ combo lưỡi. Lưỡi này Ima Kasu. Nó để này 500 yên một hộp. Lưỡi này là lưỡi màu đen nha. Nguyên zin của nó là màu đen nha các bạn. Bên Japan đó. Rất xịn nha, lưỡi là lưỡi xịn. Hai hộp. Cái này là số 9 nha. 9 100k. Tiếp theo số 10. 10 thì mình gồm có hộp như thế này. Thương hiệu của nó. Size số 4, 350 yên một hộp. Bên trong này nó còn mới luôn nha. Bên sập bạc như thế này. Hai hộp nha. Số 10. 10 100k. Tiếp theo là 11. 11 thì mình gồm có hai hộp như thế này. 600 yên. Yamakasu, lưỡi màu đen như thế này. Xịn lắm nhá, mấy cái này nó xịn lắm. Yamakasu. Bóng đẹp luôn, đó. Size là size số 5. Hộp của nó là 650 yên này. Này là sale còn 600. 10 11 nhé. 11 120k. Tiếp theo là 12. 12 thì mình gồm có loại này. Hai bịch như thế này. Yamakasu này. Size số 1 loại lớn. Lớn nhé. 700 yên một cái. Một bên nó có 4 lưỡi. Hai hộp. Màu đó. Đây là 12, cái này là 100k. 12 100. 13 thì mình gồm có hộp này, Yamakasu này. Hai chân size 2 sạc không. Loại to nữa nhá, loại này lớn hơn luôn đó. Còn nguyên hộp như thế này. Hàng Japan, in Japan. Rồi một cái này là loại lớn này. 540 yên. Rồi hai hộp. Size lớn luôn nha, hai cái này là size lớn. Cái này là 13. 100k 13. 14 thì mình gồm có combo này. Combo lưỡi á, lưỡi 2 nha, lưỡi 2. Đó, lưỡi 2 là nó móc ngược như vậy đó. Yamakasu này, size 2. 270. Loại này đó, size số 2 là 12. 3 hộp nha. Đó. 3 hộp như thế này, 1 2 3. 14. 100k 14. Tiếp theo là 15. 15 thì mình gồm có 3 hộp như thế này. Đó. Nó có thêm còn kèm ở trong lưỡi này, nó móc vào trong này luôn. Ở trong nó có mấy cái link nữa nè. Mấy cái vòng tròn, mấy cái ron tròn. Ba hộp. 520 yên một hộp lắm nha. Giá cao lắm nha, màu đen. Đẹp nha, xịn lắm. 15 100k nha. 15 100k.
Còn cái này 16, 16 thì mình gồm có 3 hộp. 3 hộp. Màu như thế này. Loại này hộp nó mới bể rồi, nó còn nguyên nữa. Bên trong nó còn đủ nữa hai cái. Và bịch này. Rồi cái này cũng còn nguyên nè, màu hơi ố này. Có cái vỏ về lấy bên trong nha. Cái này là 16. 16 nhé, 100k. Tiếp theo là 17. 17 thì mình gồm có dây BE dù nha, như thế này. Size lớn lắm nha, này là to lắm. Như thế này là to lắm nha. Dây này về câu cá lớn. Này rất là nhiều nha, cái này nhiều lắm bên trong này. Rồi, cái này là 17 nhé. 17 150 đó, này mình không có đo số luôn nha, tại nó không có số. Đó. Rất là nhiều. 17 150. Tiếp theo là 18. 18 thì mình có một con mồi như thế này. Màu đỏ, đầu đỏ như thế này. Mình nó này. Tên là Susan. 18 con này là 9 gam. 9 gam 70 gam 18. Tiếp theo là 19, 19 thì mình có một con như thế này. Màu bạc nè. Tên của nó nè. Avenger đó. 90S. Màu đẹp nha. Đó. Con này là 9 gam luôn. 19, 9 gam 90 gam. 20, 20 thì mình có một con Kingdom. Đẹp nha, con này đẹp, màu 3D rất đẹp. Nước sơn cực kỳ xịn luôn. 20, con này là 120. 20 120k, 9 gam. 21. Một con cá sừng như thế này. Màu đỏ. Con này là 70k 15 gam. 70k 15 gam 21. 22. Một con cá có sừng đầu đỏ. Có sừng xước. 26 gram 70k 22 nha. Rồi 23, một con cá sừng. Có cá sừng cho nè. Màu xanh. Con này là 70k 26 gram. 24. Một con này có sừng xước này. Tên của nó là Enezo. Đó. 24. 50k 12 gam. 25. Con màu xanh như thế này, con này đẹp nè. 25, con này 100k 21 gam. 26. Con như là lưỡi nó tróc hết màu trắng rồi đây, nó còn màu đen thôi. Này câu vài nước mình thay lưỡi nha. Đó, màu của nó. 26. 60k 25 gram. 27. Một con cá như thế này. Tên của nó là Quad Sucker. 27, 60k 12 gram. 60k 12 gram 27. 28, một con màu xanh. Đó. Mắt đen. 70k 13 gram 28. 29. Một con như thế này. Ryobi là như phần đế đó. Con này là 60k 10 gram. 60k 10 gram 29. 30 thì mình có con này. Tên của nó đó. Màu như thế này. Con này là 70k 12 gram. 31. 31 một con như thế này. Con này đây webinar đó. 70k 11 gram. 32. Một con màu cam. Đó, mắt xanh. Con này là 60k 11 gram. 60k 11 gram 32. 33 thì mình có một con như thế này. Đẹp nha. Nó có tên ở bên trong này. Đó. 33. 8 gram 60k. 34, một con cá như thế này. Con này là 60k
60k 7g. 35 xuống hàng cuối cùng. Một con zip mini 10g. 35, con này là 10g. Đẹp nha, con này đẹp lắm, màu đẹp. Màu nó này đẹp lắm, 3D. 35 60k 10g 35. 36. Một con sắt như thế này, đó. Con này là 19g 50k 36. 37 thì mình có một con như thế này. Đó, một lượt. 40k 8g. 38, một con cá sắt. Đó. Màu xanh. 60k 5g. 39. Một con này. Màu hồng. 100k. 4g, 40g, con này nặng lắm nha. 40, một con cá sắt. 945 yên, con này 150g, màu của nó này. Bên này là dầu quen nè, đó. 40, con này là 100k. 41. Một con sắt màu xanh 150g. 1035 yên. 41, 100k, con này một màu xanh. 42. 42 thì mình có một con tôm nha, Yuyori này. Full hợp in ở trong luôn này, đó. Đẹp nha. Mới tinh. 30g 4.0. 42 120k. 43 thì mình có một con này 19g 3.5. Unitica, thương hiệu của nó Unitica in trong mắt luôn. Đẹp nha. 43 120. 44 thì mình có một con tôm màu cam như thế này. 44 3.0. 3.0. 44, con này là 80k. 45 thì mình có hai con cá sắt. Loại dài như thế này. Một con màu xanh. 60g, không có lưỡi nhé, con này 60g. Cũng có sần xước này. Con này có câu. Đó. Hai con. 45. 100k hai con. 60g luôn. 46. Combo 3 con cá sắt như thế này. 40g. Đó. Màu nó này. Rồi một con như thế này nữa. Con này nó có chày chút này. Hai con này đẹp. 40g này. 46, cái này là 100k ba con. 46 100k ba con. 47. Mình có ba con này. Màu này. Trắng, cam, xanh. 40g. Đó, bên này dầu quen này đó, đẹp nha. Con này nó có chai chút cái này. 47, cái này là ba con luôn nha. 100k combo ba cái. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại bình luận mã phụ kiện kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.